cần phải hoàn thành việc giải phóng mặt bằng khu công nghệ cao Hòa Lạc để đưa khu này trở thành một hình mẫu của nền kinh tế Việt Nam thu nhỏ trong tương lai. Đây là yêu cầu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc sáng nay với khu công nghệ cao Hòa Lạc. Xin gửi tới Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng toàn thể quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Smarto xin vô cùng vinh dự khi được giới thiệu tới Thủ tướng cùng quý vị khách quý. Đây là lời chào Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ một chú robot với trí tuệ nhân tạo do FPT phát triển. Cũng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc, FPT mới đưa làng phát triển phần mềm thứ hai vào hoạt động với 5.000 lập trình viên làm việc. Đây là doanh nghiệp đầu tiên đầu tư lớn nhất và hiệu quả nhất vào khu công nghệ cao tầm quốc gia này, từ đào tạo đến nghiên cứu phát triển. Tuy nhiên, ở làng phần mềm này vẫn còn một hộ dân chưa được giải tỏa. Do chưa có nhà máy nước nên 4.000 sinh viên đại học FPT đến nay vẫn phải sử dụng nước giếng tự khoan. Cũng do chưa có các khu đô thị và phương tiện giao thông công cộng nên mỗi năm tập đoàn này đang phải chi tới 30 tỷ đồng để đưa nhân viên từ Hà Nội lên đây làm việc. Khó khăn của FPT cũng là của VNPT và Viettel cùng những doanh nghiệp đi tiên phong đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cho dù Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành nghị quyết về xây dựng khu công nghệ cao này cách đây 24 năm và được triển khai xây dựng trong 19 năm qua, vắt qua hai thế kỷ. Hai năm trở lại đây, nhờ có sự hỗ trợ về quy hoạch và vốn ODA của Nhật Bản nên hạ tầng của khu công nghệ cao này mới được đẩy nhanh tiến độ triển khai. Nhưng dự kiến phải mất 2 năm nữa thì mới hoàn thành và vẫn còn 243 hectare đất ở đây chưa được giải tỏa đền bù. Nguyên nhân chủ yếu vẫn như 19 năm qua, đó là khó giải phóng mặt bằng nên không thể triển khai xây dựng hạ tầng đồng bộ trong diện tích gần 1.600 hectare, dẫn tới việc không thu hút được các doanh nghiệp công nghệ cao thực sự đầu tư vào đây. Chính vì vậy, tại buổi làm việc, Thủ tướng Xuân Phúc đã ấn định thời gian hoàn thành đền bù giải phóng mặt bằng ở khu công nghệ cao Hòa Lạc. Thành phố Hà Nội cùng với khu công nghệ cao Hòa Lạc, trực tiếp là Ban quản lý khu công nghệ Hòa Lạc, phải giải phóng mặt bằng xong trong năm 2017 cho xong. Không để cái tình trạng đến năm thứ 21. Đồng chí Hà Nội phối hợp chặt chẽ, coi là nhà mình có việc, chứ không phải là để một khu công nghệ cao nằm ở thủ đô mà nó hẻo lánh, nó xa xôi, không được quan tâm về cả tinh thần, cả vật chất và cả điều kiện. Vì sao khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh nó thành công, vì trực thuộc thành phố Hồ Chí Minh quan tâm trực tiếp nhiều hơn. Còn chúng ta ở bộ thì tất nhiên không phải nó không quan tâm, nhưng mà cái quan tâm cũng mức độ cũng khoảng cách lắm. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng phương án bổ sung đủ vốn để giải phóng mặt bằng và tiến tới hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật khu công nghệ cao Hòa Lạc. Trong trường hợp ngân sách trung ương khó khăn thì Hà Nội cần tạm ứng khoảng 200 tỷ đồng để thực hiện trước. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng cần quan tâm xây dựng hạ tầng khu đô thị này, trong đó có nhà ở, bệnh viện, thiết chế văn hóa, cũng như thiết lập các tuyến xe buýt và tiến tới ở đường sắt đô thị, nhằm không để các doanh nghiệp như FPT phải bỏ ra 30 tỷ đồng để chuyên chở nhân viên. Thủ tướng nhấn mạnh, đừng để anh em làm công nghệ cao mà phải ở giữa đồng không mông quạnh. Như vậy thì làm sao mà tư duy được? Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhắc lại mục tiêu xây dựng khu công nghệ cao Hòa Lạc thành một thành phố khoa học và công nghệ, một đô thị sinh thái và thông minh, đồng thời là nơi ươm tạo công nghệ cao và ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao. Chính vì vậy, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Khoa học và Công nghệ phải coi khu công nghệ cao Hòa Lạc là dự án trọng điểm cần ưu tiên nguồn vốn. Mình đã có quan tâm rồi, nhưng quan tâm chưa nên đến chốn, chưa một sức mạnh thực sự để công nghệ cao Hòa Lạc xứng đáng cái vị trí mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Thì lần này giao cho Bộ trưởng Khoa Công nghệ tham mưu chính cùng với Ban quản lý đây kiểm tra đôn đốc thường xuyên, đề xuất thường xuyên với Thủ tướng, với Phó Thủ tướng phụ trách để mà xử lý kịp thời hơn. 6 tháng một lần Thủ tướng hoặc Phó Thủ tướng là chúng tôi nghe lại một lần. Ghi vào sổ đi, tôi không đi được anh Đam đi. Đấy, thao gỡ một bước nữa chứ không phải không. Và nó một lần mà xong đâu. Việt Nam nó lần chỉ xong rồi. Về định hướng phát triển và thu hút đầu tư vào khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt câu hỏi liệu khu này có mục tiêu trở thành một thung lũng silicon của Việt Nam thời gian tới hay không, cũng như chuỗi giá trị của sản phẩm công nghệ cao mà Việt Nam tham gia nằm ở đâu từ khu công nghệ cao Hòa Lạc.
Để trả lời được các câu hỏi này, cán bộ lãnh đạo và quản lý của khu công nghệ cao Hòa Lạc phải thay đổi cách nghĩ, cách làm. Ngoài việc đầu tư hạ tầng chuẩn mực, cần sàng lọc, lựa chọn, thu hút các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng có hàm lượng tri thức cao. Phải làm sao mỗi sản phẩm đi ra từ khu nghệ cao Hòa Lạc phải là những sản phẩm có chất lượng cao, đạt được sự thừa nhận của người sử dụng ở các nước tiên tiến. Thủ tướng yêu cầu phải làm sao để các doanh nghiệp cảm thấy tự hào được đặt nhà máy, dự án ở khu nghệ cao Hòa Lạc này. Hay nói cách khác là cần tạo dựng thương hiệu cho khu nghệ cao Hòa Lạc. Bây giờ thế giới có 800 khu công nghệ cao. Thì ta đang ở đâu? Và chúng ta đặt ra mục tiêu gì cho rõ hơn? Mà cái này phải có nghiên cứu đó không chứ? Đau đầu nhất vấn đề vốn liếng và thể chế. Thì hôm nay cái tinh thần là rất ủng hộ, mong muốn các ông chí để đặt mục tiêu mà chúng tôi tiềm lực khoa công nghệ Việt Nam nằm ở đây một phần rất lớn. Thì các ông chí nên cái hướng này. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt yêu cầu ngoài vườn ươm nhân tài, khu nghệ cao Hòa Lạc cần nghiên cứu đề xuất cơ chế để các nhà khoa học Việt Nam đem trí tuệ, ý tưởng khoa học, giải pháp kỹ thuật đến đây để thử nghiệm sản xuất. Cần có chính sách thỏa đáng, có cơ sở vật chất, có phòng thí nghiệm, có môi trường nghiên cứu thông thoáng và từ đó mới có những sản phẩm trí tuệ của người Việt. Thủ tướng nêu rõ, khu nghệ cao Hòa Lạc không chỉ đơn thuần là một khu công nghiệp về công nghệ mà phải là một hình mẫu của nền kinh tế Việt Nam thu nhỏ trong tương lai. Trong đó, các thực thể kinh tế hoạt động dựa trên nền tảng công nghệ cao đi đầu trong việc nghiên cứu và ứng dụng các thành quả của khoa học công nghệ, lấy sáng tạo làm động lực phát triển. Để tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc cho khu công nghệ cao Hòa Lạc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ tiếp thu ý kiến từ buổi làm việc ngày hôm nay để sớm hoàn thiện dự thảo một nghị định mới về khu công nghệ cao Hòa Lạc với những cơ chế thông thoáng nhất trình chính phủ xem xét thông qua trong mấy tháng tới. Đây sẽ là cơ sở để khu công nghệ cao Hòa Lạc bước sang một chương phát triển mới.